Dạ, Nguyên Trang kính mời anh Kevin lên chỉ giùm chú Huỳnh để chú có thể cầm mic. Ủa chỉ rồi hả? Rồi hả Nguyên Như? Đọc kinh rồi. Ồ, sa thú, sa thú. Ồ, vậy đó hả? Rồi, sa thú, chú đọc được. Ồ, vậy là rất là sa thú à. À, vậy sau đây? Sau đây con kính mời hôm nay không biết Hà có đọc Hà có xin giới được không không Hà? Dạ xin mời sư Hà nha, có thể giơ tay thọ giới. Sa thú sa thú. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Hà. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và con kính chào đạo tràng. Dạ, có nghe âm thanh không ạ? Ok, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, con sẽ xin thọ trì tam quy ngũ giới và dạ, kính mời Phật tử cùng đọc tam quy ngũ giới. Ukkha Mayan phần tê quý sùng rắc khanh tha gia chi sa ra nê na sa ha bần cha si la ni ya cha mắt tu đi yam bi Mayan phần tê quý sùng rắc khanh tha gia chi sa ra nê na ha bần cha si la ni ya cha ta ti yam bi ma yan phan te vi sung rakkhana tha ya ti sarane na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Dạ đạo tràng của con trang nghiêm thanh tịnh, con kính thỉnh sư Thanh Tâm truyền tam quy ngũ giới cho chúng con. Con xin trao mic lại cho sư. Hello, dạ sao không thấy ai cầm mic hết, thành ra sư cầm mic nha. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā saṃbuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā saṃbuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā saṃbuddhassa. Itibhiso bhagava arahaṃ sammāsambuddho vicca caraṇa sampanno sugato lokavido anuttaro purisadhammasāraṭhi saddha deva manussānaṃ buddho bhagavati svākhāto bhavagata dhammo sandi itikko akkhalikko Ehipāsikko Oppanayikko Paccatthaṃ Vedittakko Viññohiti. Supatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Ucupatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Nyayapatipanno Bhagavato Sāvakasaṅkho. Yadidaṃ yattari purisa yugani attha purisa bhukta esa bhagavato sa vakasaṅkho ahunaiyo bahunaiyo dakkhinaiyo anchalikaraniyo anuttaraṃ puṇyakhetaṃ lokassati. Vandāmi cetiyaṃ sappaṃ sappatthāne supatiṭṭhitaṃ sarīrikathātu mahābodhin buddharūpaṃ sakalaṃ sarā. Vandāmi cetiyaṃ sappaṃ
Saririgatha tu maha bodhin buddha rupang sakalang sada. Rồi sư gửi mic lại cho đạo tràng nha. À. Rồi buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Duti cham bị buddhang saranang gacchami, duti cham bị dhammang saranang gacchami, duti cham bị sanghang saranang gacchami, tati cham bị buddhang saranang gacchami, tati cham bị dhammang saranang gacchami, tati cham bị sanghang saranang gacchami. Rồi mời Nguyên Trang thọ tam quy. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con Nguyên Trang, và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm và dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ Nguyên Trang kính mời chị Sis Hà lên xin giới lại lại nha Sis Hà. Dạ Nguyên Trang kính mời bàn tay của Sis Hà. Dạ Hà có nghe được âm thanh của Nguyên Trang? Ồ sa thú, Nguyên Trang kính gửi mic lại. Dạ thưa sư, con không biết có phải xin giới lại từ đầu không ạ? Dạ, ok. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, duriyambi buddhang saranang gacchami, duriyambi dhammang saranang gacchami, duriyambi sanghang saranang gacchami, tatiyambi buddhang saranang gacchami, tatiyambi dhammang saranang gacchami, tatiyambi sanghang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutichambi buddhang saranang gacchami, dutichambi dhammang saranang gacchami, dutichambi sanghang saranang gacchami, tati cham bị buddhang saranang gacchami, tati cham bị dhammang saranang gacchami, tati cham bị sanghang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, duriyambi buddhang saranang gacchami, duriyambi dhammang saranang gacchami, duriyambi sanghang saranang gacchami, tatiyambi buddhang saranang gacchami, tatiyambi dhammang saranang gacchami, tatiyambi sanghang saranang gacchami. Okay.
ti sarana gahanang paripunang bana ti bata veramane sika padang samadhiyami adinnadana veramane sika padang samadhiyami kame sumicchacara veramane sika padang samadhiyami musawada veramane sika padang samadhiyami Sura me raja machapamarathana veramane sika padang samadhiyami. Banati bata veramane sika padang samadhiyami. Adinnadana veramane sika padang samadhiyami. Kame su Mitchachara Veramani Sikha Padang Samadhiyami Musa Wada Veramani Sikha Padang Samadhiyami Sura Mera Yat Matchap Bamadakthana Veramani Sikha Padang Samadhiyami Imani panjasika badani sadukang kato apamadena nicakalang samaraki tapang silenti silena poka sambada silena niputin janti tas miso thaya cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cư ấy nên chư thiện tín và ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nha sa thu sa thu lành thai dạ chúng con kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con dạ con xin đọc luôn phần sám hối Phật Pháp Tăng. Uttamang gena vandehang bada bansum varuttamang buddhe yokalito doso buddho kamatu tang mamang Uttamang gema vandehang thamman jadukvi tham varang thamme yokalito doso Tham mô ca ma tu tăng ma măng Uta măng ghe na văn đề hăng Sang khăng cha đúc vít thô ta măng Sang ghe yô ca li tô đô sô Sang khô ca ma tu tăng ma măng Dạ, con xin trao mít lại cho anh Trang. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một con Nguyên Trang và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sức Hà đã thay mặt đạo tràng lên xin giới ạ. Dạ, sau đây là mình có giờ thì bắt đầu. À, chị Nhung ơi, chị Nhung có trước máy không? Chị Nhung có thể post bài phần chia pháp. Dạ, Nguyên Trang. Và Nguyên Trang kính mời đạo tràng cùng tham gia mình đọc phần chia pháp nha. Không nghe được hả? Dạ, mọi người có nghe không? Chị Nhung té rồi. Rồi, chị Nhung té rồi thì mọi... Ủa, chị Nhung có trong room mà. Chị Nhung có trong room. À, vậy thì... mọi người có bài hết mà phải không, trong đây ai cũng có bài hết. Dạ, con không biết là chú Phật tử chú Huỳnh có thể là đại diện đọc bài được không chú? Dạ, con kính dạ đúng rồi, con kính mời chú nha chú, sa thú nha chú, con kính mời chú, tại vì lâu lắm rồi. À, chú vào room rất là thường và hôm nay dạ Nguyên Trang kính mời chú Huỳnh
lên mời chú đọc bài phần chia pháp ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa tôi xin được góp phần đọc bài chia pháp ạ. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai: pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai: chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai: sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai: tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai: tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám: tâm tham thọ hỷ, hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ, ly tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ, ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả, hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ xả, hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả, ly tà vô trợ. Tâm tham thọ xả, ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai: tâm sân thọ ưu, hợp phẫn vô trợ. Tâm sân thọ ưu, hợp phẫn hữu trợ. Tâm si được chia làm hai: tâm si thọ xả, hợp hoài nghi. Tâm si thọ xả, hợp phóng dật. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm duy tác vô nhân, tâm quả vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy: tâm nhãn thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ, quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thâu thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám: tâm nhãn thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm thiệt thức thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc, quả bất thiện vô nhân. Tâm tiếp thu thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả, quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ hỷ, quả bất thiện vô nhân. Dạ xin lỗi, tôi nghĩ tôi đọc có cái phần quả thiện mà tôi đọc qua quả bất thiện, cho nên tôi xin phép ngừng tại đây. Tôi xin lỗi, con xin sám hối cùng sư, cùng đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa thú sa thú. Dạ kính cảm ơn chú Huỳnh đã tham gia phần đọc phần chia pháp ạ. Dạ kính cảm ơn chú rất là nhiều, chú đã đến với đạo tràng mặc dù là không cầm mic, nhưng mà hôm nay cầm mic chú đã đọc bài. Dạ chỉ có cái phần cuối là quả thiện. Dạ hơi lộn chút xíu. Dạ không sao, lần sau dạ đạo tràng chúng con kính mời chú tham gia nữa ạ. Dạ sau đây con thấy sư Pháp Thanh vừa vào room. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambuddha Sanamu Tassavagavato Arahato Samma Sambuddha Sanamu Tassavagavato Arahato Samma Sambuddha Thammade Sanna Ya Janagatha Brahma Jalo Katipati Sahambati Katanjali Antiwarang Aya Jatha Santi Thasakta Parajak Kajatika Deise Tuthammang Anukambimang Bacang Sak Thamma Ferin Vinayan Chakayan Suttan Japan Tham Afitham Majamang Ako Tayanto Chatusak Chadandang Bappo Thanayye Barisa Yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hàng ngòn lâu năm. Cả tam giới thừa âm phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh cầm mic. Dạ trước khi mà Nguyên Như đọc cái phần ngã quỷ sự bài thứ 36, dạ kính thưa sư, hôm nay cái bài nó dài đó sư, thì tụi con muốn hỏi ý kiến sư là sư muốn tụi con đọc đến phần nào. Dạ sau đây Nguyên, dạ con xin xuống mic ạ, con kính thỉnh sư Pháp Thanh cầm mic thử âm thanh và sư cho tụi con biết là cái phần đọc chánh kinh tới đâu ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ thì bây giờ nó dài thì mình đọc dài chứ biết sao giờ. Chứ còn nếu mà đọc một đoạn á thì làm sao mà hiểu được cái đại ý của cái bài. Thì nếu mà cái bài nó dài á thì sư giảng thời gian nó ngắn lại chút thôi. Dạ bây giờ mời cô Nguyên Như Hoàn Hỷ đọc phần chánh kinh, sau đó sư sẽ giải thích. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và đạo tràng nghe được âm thanh của Nguyên Như rõ không ạ? Hôm nay chị Nhung bị problem không có vào nghe được. Dạ dạ, xin cảm ơn cả nhà. Dạ con xin đọc phần chánh kinh bài Ngạ Quỷ Sự số 36. Chuyện vua Ambasakara. Trong lúc Đức Thế Tôn đang trú tại Chê Tá Quá Ná Kỳ Viên, một vị vua dòng họ Lít Chá Quý, mệnh danh Ambasakara, là một người không mộ đạo, có tà kiến, đang trị vì ở quê Xà Lý, Tỳ Xá Ly. Tại đó lại có một thương nhân chánh trực đã bắt cầu bằng những thanh gỗ chiên đàn qua một đầm lầy. Trái lại, cháu trai của vị ấy đã lấy trộm hàng hóa đem đến tiệm của chú, nên bị xử hình phạt đóng thân vào cọc. Người chú bị chặt đầu và hóa thành một địa thần cưỡi ngựa thuần bạch. Vào nửa đêm lại đến thăm cháu đang bị đóng cọc và bảo hãy cố sống thì hơn. Bây giờ vua Ambasakara muốn chiếm vợ của một thần dân, liền sai người ấy đi lấy đất đỏ và hoa súng đỏ ở một hồ sen cách xa kinh thành 3 do tuần, và buộc y phải trở về trước khi trời tối
nếu không sẽ bị giết. Đồng thời, vua ra lệnh đóng cổng thành trước khi trời tối. Nhờ chư thần giúp đỡ, người kia xem đất đỏ và hoa súng đỏ về kịp trước khi trời tối, nhưng gọi cổng thành không được, y phải nhờ sự làm chứng của vị quỷ thần ấy. Sau đó, vua đích thân đi gặp quỷ vĩ thần để tìm hiểu sự việc. Các vần kệ này kể lại chuyện trên. Vần kệ đầu do các vị kết tập kinh điển đưa vào. Kinh thành dân chúng xứ Vách Trí, tên gọi là thành Tỳ Xá Ly. Tại đó có vị vua ngự trị Ambasa Lộc Lích Chá Quý. Khi nhìn thấy quỷ ngoài thành ấy, vua muốn biết nên hỏi tức thì. Kẻ này không có chỗ nằm ngồi, cùng chẳng hề đi tới bước lui, không thức uống ăn, quần áo mặc, cũng không tỳ nữ, một mình thôi. Quyến thuộc thân bằng thuở đã qua, có lòng thương xót nó bây giờ, song không có khả năng nhìn nó, họ đã bỏ rơi nó thật mà. Kẻ nào sa sút chẳng thân bằng, bạn bỏ rơi khi thấy khốn cùng, hễ thấy phồn vinh, vây lấy bạn, người đang hưng thịnh, lắm thân nhân. Khi hưởng thụ xong, hết bạc vàng, gia tài chắc đã phải tan hoang, thân hình vấy máu đang rời rã, như hạt xương reo, đến số tàn. Với người đang chịu cảnh đau thương, khủng khiếp trên cây, mọc gỗ mung. Vua hỏi, quỷ kia sao lại nói, ngươi cần phải sống, sống thì hơn. Quỷ thần, người này trên cọc chính thân nhân, tôi nhớ kiếp xưa ở cõi trần, nên đã xót thương khi thấy nó, phải vào địa ngục bởi tà tâm. Lích Chá Quý chúa thượng từ đây, kẻ đã tạo ra ác nghiệp này, vào ngục xanh đầy khủng khiếp, nóng bừng gay gắt, hải kinh thay. Nghe cái cọc kia đủ mọi phần, tốt hơn địa ngục biết bao lần, ước mong nó chẳng xa vào ngục, gây gắt, kinh hoàng, thật khổ thân. Nếu cả ấy nghe tôi nói vậy, nó đầy sầu khổ, tắt hơi ngay. Cho nên trước tôi không nói, e chỉ vì tôi, nó bỏ thay. Quân vương, vụ án này ta biết qua, song ta muốn hỏi chuyện thêm mà, nếu ngươi cho phép ta xin hỏi, song chớ giận hờn với chúng ta. Quỷ thần, việc ấy tôi xin hứa thật lời, chuyện này tôi kể với người đời, không có tính tâm vào đạo pháp. Dù tôi không muốn, hãy tin tôi, hỏi ngay những việc gì ngài muốn, tôi sẽ đáp tùy sức đó thôi. Quân vương, những gì ta thấy tận mắt ta, ước mong ta đủ tính tâm mà, nếu không tin dẫu khi ta thấy, y việc riêng ta, hỡi Dạ Xoa. Quỷ thần, tôi đã được ngài hứa thủy chung, khi ngài nghe pháp hãy thành tâm, đi kìm tri kiến cao hơn nữa, với trí chẳng ô nhiễm sáng trong. Những pháp ngài chưa nghe hoặc đã, tôi đều muốn biết hết cho thông. Quân vương, trên ngựa trang hoàng ngươi đến đây, tùy người bị đóng cọc phanh thay, đây là phong cách ngươi đi lại, kỳ diệu và cao quý hiển bày, do bởi nghiệp nào xưa đã tạo mà nay được phước báo như vậy. Quỷ thần, chính giữa kinh thành Tỳ Xá Ly, xuyên qua đầm ở khoảng đường đi, có nơi nọ cực kỳ nguy hiểm, với dạ tính thành một bữa kia, tôi lấy gỗ chiên đàn trắng bạch, bắt qua chỗ ấy có nề chi. Sau đó chúng tôi đặt bước chân. Chúng tôi và những kẻ qua đường, đây là phương tiện rất kỳ diệu, xứng đáng được chiêm ngưỡng giữa trần. Do chính nghiệp ngày xưa đã tạo, giờ đây đem phước báo cho thân. Quân vương, hình dáng ngươi soi sáng mọi phương, khắp nơi đều phản phất mùi hương. Nhà ngươi có cả thần thông lực của một Dạ Xoa, lực dị thường. Nhưng việc gì xưa đem kết quả, nhà ngươi nay phải chịu trần truồng. Quỷ thần, luôn giữ tính tâm thoát hận sân, nói lời từ tốn với nhân, việc xưa kia đã đem thành quả,
hình dáng thần tiên mãi sáng bừng. Khi tôi lưu ý đến thanh danh của những người ăn trú phát hành, tôi trịnh trọng trình bày việc ấy, việc xưa đem đến quả cho mình. Mùi hương tiên giới trên thân thể liên tục thoảng đưa, thật dịu lành. Khi các bạn tôi tắm bến sông, tôi đem quần áo giấu quanh vùng. Tôi không ác ý, thích đùa giỡn, nay chịu trần truồng, thật khổ thân. Quân vương, nếu ai làm ác để đùa nhau, người bảo đây là quả kiếp sau. Song nếu ai làm không bỡn cợt, thì người bảo kết quả nào đâu. Quỷ thần, bất cứ ai làm ác cố tâm, ngôn từ hành động quá buông lung, phải vào địa ngục tối, chắc chắn thi thân hoại mạng chung. Kẻ nào mong thế giới quang vinh, tìm thích thú trong các thiện hành, bố thí bản thân luôn chế ngự, mạng chung vào thế giới thanh minh. Khi quỷ thần đã phân tích sơ lược các nghiệp quả, nhà vua không tin, bèn ngâm kệ. Tại sao ta phải tin điều này? Là quả thiện hành, ác nghiệp đây. Việc đã thấy ta cần tính thuyết phục ta được vậy. Quỷ thần, khi ngài đã mắt thấy tai nghe, ngài hãy tin vào nghiệp quả kia. Nếu thiện ác đều không hiện hữu, sao người hạnh phúc kẻ ê chề? Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ sa thú Minh Trang. Nếu chúng sanh không tạo thiện hành và gây ác nghiệp giữa nhân sanh, thì nhân quần dẫu cao hay thấp, chẳng có tai ương hoặc phước lành. Nhưng bởi chúng sanh tạo thiện hành và gây ác nghiệp giữa nhân sanh, nên nhân quần dẫu cao hay thấp đều gặp tai ương hoặc phước lành. Có hai loại nghiệp báo trên đời, ta phải hiểu ngay: một hạng người được hạnh phúc và người chịu khổ, chư thiên hưởng lạc thú trên trời. Song người ngu bị nhiều hành hạ, khi thấy quả hai mặt chín mùi. Khi được nhà vua hỏi, như vậy ngươi đã tin vào nghiệp quả, tại sao ngươi lại phải cảnh khốn khổ này? Quỷ thần đáp, không ai làm việc thiện vì tôi, hồi hướng về tôi chẳng có người dân cúng áo, giường, đồ thực, nên tôi trần trụi, khổ trên đời. Khi nghe quỷ thần ước muốn nhận đủ áo quần và nhiều vật dụng khác, nhà vua bảo, quả thật giờ đây có cách nào? Nhà ngươi được áo mặc hay sao? Nói cho ta biết về nguồn gốc, ta sẽ nghe lời tín nhiệm mau. Quỷ thần đáp, có một tỷ kheo ở tại đây, Kapita, ấy chính danh này. Ngài chuyên thiền định và cao đạo, giải thoát điều thân, ứng cúng thầy, sống chế ngự mình bằng giới luật, an nhiên đạt trí tối cao vậy. Ngài vốn nói năng thật dịu hiền, tồn nhỏ nhẹ, giọng êm đềm, đón chào niềm nở đầy thân mật, an tịnh trú trong giới luật nghiêm, xứng đáng cúng dường nhiều lễ vật đến cả chư thiên. Thanh thản đoạn trừ lưới ác tâm, chánh chân vô ngã lại ly tham. Ngài không có ước mong gì nữa, chẳng có sanh y ở thế gian, nên ngài giải thoát tâm an tịnh, tâm minh chứng đắc thật vinh quang. Mặc dù quần chúng thấy hình ngài, ngài chẳng tiếng tâm quen biết ai, dân chúng bạc kỳ thường vẫn gọi ngài là bậc trí tuệ cao vời. Thiên thần biết rõ ngài ly dục, người có tính tâm sống ở đời, nếu Chúa Thượng dâng lễ cúng ngài và đem công đức hướng về tôi, một hai bộ áo do ngài nhận cũng đủ cho tôi có mặc rồi. Quân vương, bậc ẩn sĩ kia đang ở đâu? Chúng ta ý kiến ở phương nào? Hôm nay ngài đánh tan nghi hoặc, ta kiến giảng đầy từ bấy lâu. Quỷ thần, ở cấp Tí Ná ngài tòa thiền, được bao quanh bởi các thần tiên, ngài đang thuyết pháp ly sân hận, trần chánh như danh tiếng đã truyền. Quân vương, ta đi làm việc ấy giờ đây, ta sẽ dâng y ẩn sĩ này, khi bộ y kia ngài đã nhận thì ngươi sẽ có áo quần ngay. Rồi cả hai cùng đi đến chỗ ấy, và quỷ thần nói, với người xuất thế bản thân tôi không ý kiến khi chẳng đúng thời,
Chúa thượng, giờ đây không thích hợp, đúng thời hãy viếng chỗ Ngài ngồi. Các vần kệ sau do chư vị kết đã tập kinh điển ghi. Khi quỷ thần vừa nói vậy xong, nhà vua được cả đám tùy tùng đưa về lại chốn kinh thành ấy, tư thất của vua ở hậu cung. Từ đó thực hành giới tại gia, nhà vua tắm gội, chọn từ nhà, xiêm y tám bộ và đi cúng, được đám tùy tùng hộ tống ra. Khi nhà vua đến tận nơi này, thấy ẩn sĩ tâm thanh tịnh đầy, đã trở về sau thời khất thực, an nhiên tĩnh tọa dưới gốc cây. Đúng lúc vua đi ý kiến ngài, vấn an sức khỏe, sống an vui, lích giá quý ấy là thân tộc, tỳ xá ly thành đất nước tôi. Tôi chính am bát xá tộc trưởng, mong ngài hoan hỷ, kính thăm ngài. Xin ngài hãy nhận ngay tám y tốt đẹp cúng dân này, để tôi có thể đầy an lạc, vì mục đích này tôi đến đây. Sa môn ẩn sĩ dẫu từ xa, đều phải tránh cung điện của vua, nơi đó bao nhiêu bình bát vỡ. Thầy tu bị xé áo cà sa, nhiều người khác đấm đá kinh sao, như búa tỉ kheo phải ngã nhào. Sĩ xuất gia mang tổn hại, chính tai ngài đã biết là bao. Dầu mè, nệm cỏ chẳng hề ban, chẳng chỉ dùm ai lạc bước đàn. Một người mù ngài lấy gậy, ngài vừa phóng dật lại sang tham. Bây giờ vì lý do nào vậy? Bằng cách nào ngài muốn phát ban? Quân vương, tôn giả tôi công nhận thật ngôn, tôi làm thương tổn các sa môn, tôi mong đùa giỡn, không tà ý, việc phạm lỗi xưa thật bào tàng. Kẻ kia làm ác để bông lơn, hạnh phúc nó không được vẹn toàn. Nó nhận khổ đau, đòi giàu trẻ tuổi, số phận nó phải chịu trần truồng. Còn gì khốn đốn hơn cho nó, chính việc này đây có phải chăng? Tôi thấy nó mang nặng lỗi lầm, nên tôi dâng lễ vật tôn nhân. Xin ngài nhận tám y tôi cúng, hồi hướng về cho vị quỷ thần. Bố thí dĩ nhiên nhận, được nhận mà, ước công vô lượng với nhà vua. Nay tôi nhận tám y ngài tặng, mong lễ vật hồi hướng và xoa. Rồi vua nhấp nước tự bàn tay, để tẩy trần và dân cúng ngay. Tám bộ y lên ngài trưởng lão, ước mong y nhận được như vậy. Và hãy nhìn xem thần đại lực, mặc nhiều quần áo thỏa lòng thay. Tức thì vua thấy chính thần nhân, tẩm ướt dầu tinh chất gỗ trầm, hình dáng cao sang, dòng quý tộc, cởi lên lưng, tuấn mã anh hùng. Điểm trang y phục huy hoàng, quá hộ tống và đạt lực thần. Với niềm vui sướng và hân hoan, khuôn mặt vui tươi, hạnh phúc tràn, vì thấy nghiệp mình đem quả lớn, vua vừa nhìn tận mắt hoàn toàn. Vua bước lên và nói với thần, từ nay ta cúng các sa môn, ta không có vật gì không cúng, đại quỷ, ngài là bậc cứu nhân. Quỷ thần, chúa thường cho tôi hưởng phước ân, cúng dường đâu có phải hoài công, phần tôi sẽ tạo tình bằng hữu, giữa một phi nhân với thế nhân. Quân vương, ngài là quyến thuộc lẫn thân bằng, chánh đạo nơi nương tựa hộ thần. Ta khẩn cầu ngài và đảnh lễ, ta mong được tái ngộ thần nhân. Quỷ thần, ví thử ngài là mất tính tâm, thích nhiều tà kiến, hóa sang tham, và trong trạng thái tà tâm ấy, ngài được gặp tôi để vấn an. Tôi sẽ chẳng cùng ngài nói chuyện, dẫu tôi thấy mặt, hỡi quân vương. Còn nếu ngài tôn trọng chân, hân hoan bố thí, tự điều thân, là nguồn cung cấp cho tu sĩ, nếu có duyên may gặp quỷ nhân, và nếu tôi đây nhìn thấy mặt, thì tôi sẽ đáp lễ ân cần. Mau thả người ra khỏi cọc này, vì ta thân thiết chính nhờ đây. Tôi đang nghĩ đến người đau khổ, nay đã kết giao tại chốn này. Và nếu người này được thoát thân, sẽ làm thiện nghiệp rất tinh cần. Ngày sau thoát ngục sâu tâm tối, thiện nghiệp đều mang lại phước phần. Chúa công tham kiến cấp bí tá, đúng lúc cúng dường bậc xuất gia,
đến trước mặt Ngài ngồi thỉnh ý, và Ngài sẽ nói vấn đề ra. Gặp tỷ kheo kia, thỉnh ý Ngài, tạo nhiều công đức, trí cao vời. Tùy theo tri kiến Ngài phân giải, các pháp chưa nghe giữa mọi người, Ngài sẽ thuyết về tất cả pháp, đưa đường đến cảnh giới vui tươi. Khi vua đã nói chuyện tư riêng, cùng vị phi nhân kết bạn hiền, vua đến Lích Chá Quý bộ tộc, nói cùng hội họp theo phiên. Các ngươi xin hãy lắng nghe lời, ta sẽ tìm đường lối tốt thôi. Kẻ ác bị treo vào cọc ấy, bị trừng phạt nặng, khổ tơi bời. 20 đêm ấy khoảng thời gian, nó đã bị ràng buộc tấm thân, nó chẳng biết đâu là sống chết. Ta xin đại hội thả tù nhân. Đại hội, mau thả luôn hai kẻ ấy ngay. Nào ai từ chối việc như vậy, làm những việc Ngài thông hiểu, đại hội tuân theo ý chỉ này. Nơi kia vui vồ vã ra đi, phóng thích người trên cọc tức thì, rồi bảo bạn này đừng sợ hãi và giao cho các vị lương y. Rồi vua ý kiến các tí tác, đúng lúc cúng dường bậc xuất gia, đến trước mặt Ngài ngồi thỉnh ý và tìm các lý lẽ nêu ra. Quân vương, kẻ ác bị treo ở cọc kia, chịu nhiều trừng phạt khổ ê chề, 20 đêm tấm thân ràng buộc, nó chẳng sống còn hoặc chết đi. Bây giờ tôi đã đến buông tha, cứu nó theo lời quỷ dạ xoa. Xin hỏi phải chăng còn có cách làm cho nó thoát ngục Diêm La? Tôn giả bảo tôi biết cách gì, chúng tôi tin tưởng. Lắng tai nghe, phải chăng không thể tiêu trừ nghiệp, cho dẫu ta không hiểu chuyện kia? Nếu ngày đêm nỗ lực tinh cần, nó thực hiện nhiều thiện nghiệp nhân, nó sẽ thoát ra từ ngục tối, thiện nghiệp phải đem lại phước phần. Quân vương, nay tôi hiểu rõ chuyện này rồi, tôn giả giờ đây thương xót tôi, bậc trí dạy cho tôi giáo pháp, để tôi khỏi đọa ngục Diêm Đài. Ngay từ hôm nay với tín tâm, Ngài quy y Phật Pháp Tăng Nhân, đồng thời thân thực hành năm giới, trọn vẹn và không có lỗi lầm. Từ nay Ngài bỏ giết muôn loài, không lấy vật chi chẳng tặng Ngài, không uống rượu nồng, không nói dối, hãy bằng lòng với vợ Ngài thôi. Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng, đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. Với tâm thanh thản hãy đem dâng các vật chánh tâm, những vật cần, y phục đồ ăn, bình khất thực, nơi an trú, với chỗ ngồi nằm, thức ăn đủ loại mềm và cứng, thức uống và nơi chốn nghỉ chân, thiết đãi tỳ kheo thức uống ăn, những người có giới hạnh siêu quần, đa văn và thoát ly tham dục, công đức vẫn luôn phát triển dần, thực hành chánh pháp Phật thật tinh chuyên, với nhiệt tình luôn ngày lẫn đêm, ngày tự cứu mình từ địa ngục, thiện hành mang phước báo nhân thiên. Quân vương, ngay từ hôm nay với tín tâm, tôi quy y Phật Pháp Tăng Nhân, đồng thời thân thực hành năm giới, trọn vẹn và không có lỗi lầm. Từ nay tôi bỏ giết muôn loài, không lấy vật gì chẳng tặng tôi, không uống rượu nồng, không nói dối, biết bằng lòng với vợ mình thôi. Trang nghiêm lãnh tám công thù thắng, đưa đến nhiều thành quả đẹp tươi. Với các vị cao đạo thánh tăng, thoát ly tham dục lại đa văn, dân y thực phẩm trong bình bát, sàng tòa và nơi chốn nghỉ chân, đủ loại thức ăn mềm hoặc cứng, cùng nhiều thức uống, chỗ ngồi trong Phật Pháp niềm an lạc, tôi quyết không dao động bản thân. Am Sa Bá, vị Lích Chá Quý, kẻ tại gia thành Tỳ Xá Ly, đã trở nên người như vậy đó, đầy tâm thành tín, tính nhu mì, nhiệt tình thực hiện nhiều công hạnh, với chúng tỳ kheo quyết hộ trì. Khi người trên cọc đã bình an, tự nguyện người từ giả thế gian, đến với các bí tát ẩn sĩ, rồi hai người đắc quả sa môn. Đây chính các hầu cận thánh tăng, quả nhiều cho các thiện hiền nhân. Người trên cọc đạt phần ưu thắng, trong lúc âm ba quả nhỏ hơn. Sau đó, tôn giả Maha Kapitaka
đi đến Xà Quách Thí đảnh lễ bậc đạo sư và trình lên ngài vấn đề đã được vị quỷ thần kể cho nhà vua nghe. Bậc đạo sư lấy đó làm đề tài thuyết giảng cho hội chúng đang hiện diện. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh đăng đàn và giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ, Nguyên Như con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, kính chào tất cả quý Phật tử. Và cảm ơn cô Nguyên Như rất nhiều. Hôm nay cái phần chánh kinh nó rất là dài, nó nhiều đoạn. Thì trước khi giảng về cái bài này đó thì sư xin tóm lược để quý vị có thể dễ dàng nắm được cái đại ý của cái câu chuyện ngạ quỷ bài thứ 36. Thì ở cái kinh đô Lít Cháu Y đó là có một cái vị thương buôn khá giàu có. Nhưng mà ông này ông có cái tính là hay phá phách đùa cợt người khác. Rồi một bữa đó thì em thấy trên cái đường đi đó nó có một cái vũng lầy. Rồi nhiều người phải đi lội xuống dưới cái vũng sình đó, nó bị lấm lem, hoặc là cái người ta té dơ bẩn. Cho nên là ông ta mới lấy một cái khúc gỗ, một khúc gỗ đàn hương đó, bắt qua cái vũng sình đó. Nhờ đó mà nhiều vị tỳ khưu đi trì bình khất thực và những người bộ hành đã đi qua cái khúc gỗ đó mà tránh đi cái sự tai hại và lấm láp dơ bẩn. Rồi cái vị này đó cũng có một cái tính tốt là hay tán thán những cái vị mà có giới hạnh tốt đẹp. Thì cái về cái tốt của cái vị này là như vậy. Nhưng mà cái vị này đó có tật hay đùa giỡn. Thì một hôm á, là mới cùng với mấy người bạn đi ra bờ sông để tắm. Thì ông này ổng tinh nghịch, ổng mới lấy cái quần áo của mấy người bạn ổng giấu đi, chờ cho mấy người bạn là khốn đốn chạy tới chạy lui tìm kiếm ông ta mới lấy quần áo của mấy người bạn trả lại. Vui đùa. Rồi ông ta có một đứa cháu. Đứa cháu này nó làm cái nghề ăn trộm. Nhưng mà ông ta không có biết đồ của người ta đó, đem về nó gửi cho ông ta để ông ta bán. Rồi một hôm những cái người mà bị mất đó, người ta tìm đồ đạc cái cửa hàng này. Rồi người ta báo với vua quan. Thì vua mới bắt cả ổng, cả đứa cháu luôn. Thì ông vua lệnh chém đầu cái ông chủ nhà buôn trước. Còn đứa cháu đó thì đem dùng cái cọc nhọn đâm xuyên qua người nó để nó cho nó chết lần chết hồi. Thì ông vua này cũng có cái tật cũng hay phá phách đùa giỡn. Thấy người già mà chống gậy đi thì ông ta giật gậy cho té. Còn mấy vị sa môn mà đi trì bình thất thực á, thì ông ta lấy cái bát ông ta quăng cho bể, hoặc là xé rách y áo. Rồi một hôm ông ta đi ngang qua cái khu xóm đó, có một cái người thiếu nữ rất là đẹp. Thì ông ta mới khởi cái tâm tham ái, biểu ông quan coi cái dò xét coi cái cô thiếu nữ này có gia đình chưa. Thì ông quan cũng dò xét, không biết là cái cô này đã có chồng rồi. Nhưng mà vì cái tâm tham ái đó, ông vua mới bắt là kêu cái người chồng vô để ông ta giao một cái nhiệm vụ hết sức là khó khăn. Bắt cái anh chồng là làm trong vòng một buổi
phải xong, nếu mà không xong á thì ta sẽ chém đầu, với cái ý định là giết anh cái anh này để mà đoạt cái người vợ đó. Thì cái anh này thì làm thì cũng coi như ông vua ông giao hẹn là trong vòng một ngày, ví dụ như cổng thành là tới 5 giờ mới đóng, nhưng mà bữa nay là muốn gài cái anh thanh niên này mắc tội, cho nên là mới có 3 giờ 4 giờ là kêu quan giữ cổng thành đóng cửa. Cho nên này anh này anh chạy về tới, nhưng mà cổng thành đã đóng rồi. Qua hôm sau thì ông vua mới đem cái anh này ra đóng cọc xuyên qua. Còn cái ông mà bá hộ sau khi mà ông chết rồi đó, ông lái buôn đó chết rồi đó, thì nhờ cái phước báo mà bắt cái khúc gỗ làm cầu để tránh cho người khác đi đỡ vất vả. Do cái phước báo đó mà sanh làm một cái vị chư thiên địa cầu ở gần cái bãi mà cọc hành hình của nhà vua đó. Thì mỗi buổi tối là ông này hay đến, ông nói lời khuyên lên cái đứa cháu ông á, là khi còn sống thì mình có thể làm được nhiều những cái việc thiện, cho nên là chúng ta phải biết làm những cái điều tốt đẹp ngay khi mình còn sống. Đó, thì cái đêm đó ông vua ông rình ông coi, ông coi những cái người tội nhân bị hành đóng mấy cái cọc nhọn, rồi mới thấy cái vị chư thiên này, mà ông này thì có cái thần lực là có con ngựa rồi có cái mùi thơm của chư thiên, mà không có quần áo. Cho nên ông ta mới thắc mắc, ông ta hỏi thì ông này mới nói lên cái nguyên nhân là như vậy. Rồi sau đó thì nhà vua muốn giúp cho ông này có được y phục, thì ông này mới chỉ bài là dân cúng đến cái vị thiền sư như vậy đó. Thì ông vua đã làm, và sau đó thì nhờ cái sự hiểu biết, sự giải thích của vị thiền sư về những cái thiện và bất thiện, cho nên là nhà vua đã sám hối và đã thả cái anh thanh niên chồng của cô gái đó, để tránh cái nghiệp ác. Và từ đó thì nhà vua đã tránh đi những cái xấu xa, là ví dụ làm gây tổn hại khổ đau cho người khác, nhưng mà để bằng cái cách là trò vui đó, những cái thú tiêu khiển. Từ đó mà ông vua đã làm nhiều cái điều thiện, rồi dân cúng 4 món vật dụng đến chư tăng. Rồi cái vị thiền sư này đã về gặp Đức Phật và trình bạch lên cái duyên sự, cái câu chuyện về cái ngạ quỷ có con ngựa trắng mà thân thể thì trần truồng. Đó thì đó là cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng đó, bất cứ một cái sự cố ý nào qua thân qua khẩu đều phải chịu cái tạo nghiệp. Nếu mà chúng ta làm những cái điều thiện điều lành á, thì sẽ đem đến cái quả tốt. Như cái vị này đã đặt cái khúc gỗ đàn hương, rồi có những cái lời tán thán đối với những cái bậc mà phẩm hạnh tốt đẹp, thì đây là những cái thiện nghiệp nó cho quả là tái sanh làm cái vị chư thiên địa cầu. Nhưng mà những cái bất thiện nghiệp, mặc dù là mình làm để đùa vui nhưng mà gây tổn hại cho người khác, thì mặc dù là chư thiên có con ngựa chạy rất là nhanh, có mùi thơm, nhưng mà điều cái là do cái đùa giỡn giấu y phục, nên là cái vị chư thiên mà lõ lồn không có y phục. Thành ra đó, từ đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta không nên là đùa giỡn gây tổn hại cho người khác. Rồi chúng ta không nên làm những cái điều bất thiện, tại vì
dù là một cái thiện dù nhỏ nhất thì nó cũng cũng cho quả. À, chỉ cái tác ý là bắt cái khúc gỗ qua cái dũng sình là mà nó cũng có phước. Còn còn cái tác ý mà phá phách, quậy phá, đập phá người khác, à, nó cũng có cho quả. À, thành ra đó, bất cứ dù nhỏ dù lớn, à, một cái tác ý thiện thì nó sẽ đem đến cái quả lành, mà cái tác ý bất thiện dù nhỏ nhất, à, đùa giỡn gây tổn hại khổ đau cho người khác, à, giết một con kiến, một con muỗi đi chăng nữa, nó cũng có cái quả. Cho nên á, là trong đời sống, à, Đức Phật khuyên chúng ta đó là cái thiện nghiệp dù nhỏ nhất chúng ta cũng không bỏ, mà cái ác nghiệp á, bất thiện nghiệp đó, ác dù nó nhỏ nhất là gây tổn hại cho những con kiến, những con trùng, những con vật nhỏ nhất đi chăng nữa chúng ta cũng đừng làm. À, vì bất cứ cái sự cố ý nào, cái tác ý nào thì nó cũng cũng cho quả. À, đó, cho nên trong đời sống chúng ta phải khéo léo. À, tại vì nếu mà chúng ta khinh thường, à, những cái ác nhỏ chúng ta làm thì lần hồi chúng ta sẽ phạm những cái ác trọng nghiệp lớn hơn. À, những cái thiện nghiệp nhỏ nhất, à, chúng ta chê dù bố thí cho con kiến, à, cho cũng con vật, à, cái phước nó nhỏ quá mình không làm, à, mình khinh thường những cái phước nhỏ thì mình sẽ làm sao mình làm được những cái phước lớn hơn. Đó, cho nên á là trong đời sống chúng ta phải cẩn trọng, à, phước nhỏ thì không bỏ mà tội nhỏ thì không làm. À, luôn luôn chúng ta phản tỉnh xem xét để kịp thời dập tắt diệt trừ những cái tác ý bất thiện. Rồi đối với những cái thiện pháp, à, những cái thiện nghiệp, à, chúng ta phải cố gắng làm. Có nhiều người ta làm những cái công hạnh, ví dụ như người ta đi đến chùa, người ta làm công quả, à, ta dọn quét, à, chánh điện, à, lao tượng Phật rồi chẳng hạn, à, mặc dù những cái phước báo này nó nhỏ nhưng mà nhờ người ta làm thường xuyên, à, người ta bòn, gọi là bòn phước, à, à, thì lần hồi mình được những cái phước lớn. Có sự so sánh, mình chê, mình chọn là chúng ta bỏ qua những cái dịp mai, à, những cái thiện nghiệp đáng lẽ mình có điều kiện mình làm được nhưng mà mình bỏ, mình không làm. Còn những cái ác nghiệp ấy, vì mình dễ vui, mình khinh thường, mình xem thường thì, à, cần và dấp cái trọng nghiệp lớn hơn. Đó, cho nên trong đời sống thì chúng ta nên luôn luôn tâm quan sát cái ý của mình, à, không bao giờ mình dễ vui, mình xem thường, à, về cái định luật nghiệp báo dù nhỏ hay là lớn. Đó, thành ra ở đây trong đời sống chúng ta phải luôn luôn là cẩn trọng, phản tỉnh xem xét với cái nội tâm, cái tác ý của mình, à, thì chúng ta sẽ phát triển được những cái thiện nghiệp. Còn đối với những cái bất thiện nghiệp thì chúng ta cũng phải ghê sợ nó, như là những cái lửa, cái than lửa, khi mà chúng ta đụng chạm nó dù nhỏ dù lớn gì nó cũng gây tổn hại, à, gây khổ đau, hay là hoặc những cái vật mà ô uế, à, dù chúng ta đụng chạm nó một chút xíu thôi, à, nhỏ bằng cái đầu tâm,
nó cũng đem đến một cái mùi hôi khó chịu. Chúng ta phải biết như vậy để tránh xa những cái ác bất là tạo thật nhiều những cái thiện nghiệp trong đời sống, để lần hồi chúng ta thanh lọc những cái ô nhiễm trong nội tâm, để có một đời sống tốt đẹp và nỗ lực tu tập thực hành theo lại của Đức Phật. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị về cái câu chuyện ngạo quỷ sự bài thứ 36. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, kính chúc quý tôn nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui và thực hành theo lời dạy của Đức Phật, an vui trong hiện tại và hướng đến con đường giải thoát cao thượng trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tăng cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm về cái ý nghĩa bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ con đã thấy Sis Hà có giơ bàn tay lên có câu hỏi. Dạ Nguyên Như xin nhường lại cho chị ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ các quý sư, kính chào thầy kinh, dạ con kính chào cô tôn nữ tại viên. Dạ thưa sư, con có câu hỏi. Hồi nãy con có nghe sư giảng là nghiệp qua thân và khẩu rồi ý nghiệp. Con có câu hỏi là thân qua khẩu á, thì con biết cho nghiệp nặng, nhưng mà qua ý nghiệp á, thì cái quả nó có nặng hay là nhẹ, thưa sư? Dạ sư con xin sư giải thích hơn rõ hơn ạ. Dạ con kính tri ân sư, con xin giao mic lại. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Khi mà cái tác ý, cái sự cố ý là nó tạo nghiệp, nhưng mà cái đối tượng mà mình cố ý đó, nó cũng rất là quan trọng. Thí dụ như bây giờ đó, chúng ta có cái điều bất bình, chúng ta nói không đúng về một cái cá nhân nào đó, mà nếu cái người đó, đó là cái người mà không có giới hạnh, thì cái quả nó nhẹ. Nhưng mà chúng ta nói những cái lời bất kính, xúc xỉm với cái bậc mà có giới hạnh thì cái quả nó sẽ nặng hơn. Và nếu mà các bậc thánh nhân thì cái quả nó càng nặng hơn nữa. Mà khi mà xúc phạm đến các bậc thánh lậu tận á, thì cái quả nó vô cùng là nặng nề. Thì ở đây á, trong cái câu chuyện mà cái vị công tử đó, khi mà có cái tác ý về ngày cách cho nhà nán, ngày có cái làn da rất là đẹp, thì cái vị công tử này đó tình cờ thấy ngày mới nghĩ là bây giờ nếu mà vợ mình mà có cái làn da được như cái vị sa môn này, hay là cái vị này mà là vợ mình mà có cái làn da đẹp như vậy đó, do cái tác ý thôi, cái suy nghĩ ở trong đầu thôi, nhưng mà sao xúc phạm đến bậc thánh A La Hán. Cho nên đó, với cái tác ý mà tà dại như vậy, cái vị công tử này quá thành người nữ liền. Đó, thành ra đó, cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, cái sự cố ý nó tạo nghiệp rồi, mà nó cho cái quả nặng hay nhẹ còn tùy theo cái đối tượng nữa. Thấy không? Ví dụ như bây giờ á,
mình tổn hại một con vật. Nhưng mà những con vật này đó, những con vật này á, nó phá phách, nó không có lợi ích, thì cái quả nó nhẹ hơn. Nhưng mà những con vật mà nó hiền thiện tốt đẹp, nó không gây tổn hại gì cho mình á, nhưng mà tại vì mình ghét nó, mình không thích đó, giết nó, thì cái quả nó sẽ nặng hơn. À, cái người mà họ độc ác, họ làm những cái điều bất thiện, nếu mà mình gây tổn hại cho họ thì cái quả nó nhẹ. Mà những cái bậc tu hành giới đức tốt đẹp mà mình tổn hại đến người ta là cái quả nó rất là nặng. Đó, cho nên á đối với bậc thánh A La Hán thì hoặc là phải xuất gia hoặc là phải vô dư niết bàn, chứ không thể nào mang cái hình tướng của cái người cư sĩ. Tại vì khi mà cái vị thánh A La Hán nào nếu mà mang cái hình tướng người đời, người ta không biết, người ta xúc phạm thì cái hậu quả rất là tai hại, nặng nề. Cho nên á là cái vị thánh nhân mà A La Hán không bao giờ có là hình tướng cái người thế, phải là bậc xuất gia. Nhưng mà quý vị thấy không, mặc dù là bậc xuất gia nhưng mà có nhiều người họ vẫn khinh thường, họ xem thường, họ đụng chạm hoặc xúc xỉm thì sẽ mang đến cái hậu quả khôn lường. Đó, cho nên là chúng ta phải cẩn trọng, là phải luôn luôn phải suy xét. Bây giờ mình còn phàm nhân, mình đâu biết cái vị đó như thế nào, không? Có nhiều khi mà mình có cái điều gì là nó không hài lòng đối với vị đó, rồi mình buông những cái lời xúc xỉm, dèm pha, thế này thế khác, vô tình cái vị này là những cái vị mà có giới hạnh, tu tập tốt đẹp, lỡ là người ta là những cái bậc thánh hữu học, thì lúc đó là cái hậu quả nó rất là khôn lường. Cho nên đó là chúng ta phải cẩn trọng, chứ đừng có xem thường một ai hết. Bởi bên Bắc Tông thì cũng nói là Bồ Tát cái gì đó, cái gì bất khinh đó, chúng ta đừng có khinh thường ai đó. Mình không biết được đâu. Ra đường mình thấy cái đứa nhỏ nhỏ đó, rồi cái mình ăn hiếp đó, ai về đâu, nó con của ông chánh án, ông giám đốc sở công an rồi này kia nọ đó, nó về không biết ba nó một cái là mình khổ, không? Cho nên á, kệ nó, con nít mình thấy nó thì mình ấy thôi, mình đừng có bày đặt mình ăn hiếp đó, không? Mình thấy cái người này xèm xèm ăn bận lôi thôi lết hết đó, rồi mình tưởng đâu dễ bắt nạt, dễ ăn hiếp, nhưng mà nó là có con của ông bí thư, ông tỉnh ủy, ông quan này, ông quan nọ, rồi nó về nó mét chú nó, bắt nó một cái là mình cũng mệt. Đó, thành ra đó, ở đời chúng ta đừng nên khinh thường, mà chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải xem xét giữ mình. Thì ta nói là cẩn tắc thì vô ưu, cẩn thận như hù. Tức là khi mà mình có sự cẩn trọng thì tránh được những cái hậu quả, những cái quan trái. Còn mình thấy người ta cái hình tướng bên ngoài vậy này kia nọ, rồi mình khinh thường ta, coi chừng có ngày mình gây hậu quả, rồi lúc đó là cái quả nó đem đến khổ đau, rồi lúc đó chúng ta phải kêu khóc than trời trách đất này kia nọ, là cái chuyện nó đã rồi rồi, cái quả nó cho là nó đã trổ rồi. Cho nên á là chúng ta phải thấy, và chúng ta luôn luôn đừng bao giờ xem thường, dù là cái ý nghiệp, cũng đừng xem thường cái tác ý. Thấy vậy chứ nó rất là quan trọng. Chính nếu mà chúng ta xem thường
À, chúng ta nói suy nghĩ, mình suy nghĩ mà mình không làm thôi. À, nhưng mà nhiều lần cái tác ý nó mạnh lên. Lúc đó mình làm hồi nào mình cũng hay, mình nói hồi nào mình cũng biết. À, cho nên khi mà cái quả nó trổ rồi, lúc đó là chúng ta ăn năn hối hận cũng muộn màng. À, cho nên là cái quả nó cho đó không phải là do mình, mà có đôi lúc do cái đối tượng bên ngoài nữa. À, thành ra đó cái quả nặng nhẹ là còn tùy chúng ta làm với cái đối tượng nào, rồi chúng ta làm với cái tâm lực, cái động lực nó mạnh mẽ hay là yếu ớt. Thì nếu mà chúng ta làm với cái tâm mà hỗ trợ á, thì cái quả nó nhẹ hơn. Mà chúng ta làm với cái tâm mà cố ý một cách mạnh mẽ thì cái quả nó sẽ nặng hơn. Đó, tùy theo vậy thôi. À, thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà. Dạ, chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân lời giảng dạy của sư Pháp Thanh. Dạ, đạo tràng còn có ai có câu hỏi không? Hôm nay thấy mới có một mình chị Hà giơ tay lên thôi. Còn chị Anh Văn An, Kevin nè, chú Phật Tử Quỳnh, anh Lý, dạ cô Trần Đoàn, có ai có câu hỏi không thì xin giơ tay ha. Nguyên Như nhường mic lại. Dạ bạch sư, trong thời gian chờ đạo tràng có câu hỏi, con xin kính hỏi sư một câu. Là như vậy thì Đức Phật dạy mình cái chỗ mà không nên dễ vui đó, như vậy là nó rất là khó làm thưa sư. Tự vì cái tâm gì thì mình khó chống, chứ mà cái tâm dễ vui á, mà hay gặp nhau là hay ngồi tán gẫu á sư. Giống như đi vô chùa rồi mình xuống dưới bếp, mình nói hu nói vượng xong rồi hồi cái thành nói xấu người khác. Rồi bạn bè gặp nhau nói qua nói lợi hồi cũng thành nói người khác. Nó rất là khó sư, mà nếu mà mình nói như vậy á thì vô hình chung mình sẽ động chạm đủ thứ. Như vậy làm sao mà tránh được cái đó sư? Nhất là mấy chị tám dữ lắm sư. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Và kính lễ chư tôn đức và chào tất cả quý vị trong room. Thì thật sự ra đó, cái tâm mà dễ vui đó thì ít nhiều ai cũng bị đó. Còn phàm nhân là hết, là hầu như là 100% rồi. Còn các bậc thánh nhân thì nó giảm thiểu, đối với các cái bậc thánh hữu học thì nó cũng còn, nhưng mà nó không có đến nỗi mà thô thiển. Nhưng mà phàm nhân á, là cái mà nói phù phiếm, nói lời vô ích thì thôi nó rất là nhiều. Vì sao? Lúc đó là chúng ta nói theo cái sự sai sử của phiền não. Nói bông đùa, rồi nói cho vui, rồi là nói với cái tâm ngã mạn, khoe khoang, muốn hơn người khác. Thành ra từ đó mà bắt đầu là nó sinh ra những cái sự quan trái. Mình thích thì mình nói theo cái mình thích, mà mình không thích thì mình nói theo cái mình không thích. Nói không đúng sự thật, nói méo mó thế này thế khác, chuyện có nói không, chuyện không nói có chẳng hạn đó. Ở trong cái bài sám hối thì quý vị thấy rồi đó. Thành ra đó, trong năm cái giới đó, cái giới mà nói dối đó là mình dễ phạm nhất đó, mà mình không biết, tại vì mình chưa có hiểu biết. Mình nói bông đùa, mình nói dễ vui, mình đùa cợt, rồi chuyện trên trời dưới biển, chuyện mà nó không có giúp cho giảm thiểu tham, giảm thiểu sân,
giảm thiểu si, giảm thiểu những cái tham muốn. Mình nói tào lao bất xế, khi mà chúng ta chưa có sự tu tập thì hầu như là ai cũng có phạm vào cái giới này đó. Nhưng mà mình phạm mình không biết nữa đó. Cho nên đó, là nhờ có cái sự học tìm hiểu rồi chúng ta mới biết phân biệt được cái đúng cái sai, để rồi từ từ chúng ta sửa đổi. Thành ra đó, khi mà mình câu tục ngữ Việt Nam là nói là trước khi mình nói phải đánh lưỡi 7 lần, tức là gì? Tức là mình phải phản tỉnh lại trước khi mình nói, mình thấy nói cái điều đó nó có phù hợp hay không, nó có đúng không, rồi nói nó có đem đến cái lợi ích cho mình, cho người hay không. Thành ra đó, khi mà chúng ta có sự xem xét như vậy thì lần hồi chúng ta sẽ giảm thiểu được. Rồi mình nói những cái lời nói này vậy, có nhằm đề cao mình hay là quỷ báng người khác không? Tự tán quỷ tha, những cái điều này mình có làm được hay chưa? Hay là mình khoe khoang? Người ta nói ở đời nổ không? Đó, tại vì á, mình cái tánh mình muốn hơn, cống cao ngã mạn mà mình không có chịu thua người khác. Cho nên là bắt đầu á, mình nói cái gì cũng muốn hơn. Rồi sao? Rồi mà mình muốn hơn thì mình phải hạ bệ người khác, mình phải bôi nhọ người khác. Thành ra đó, chính những cái điều đó là nó làm những cái điều gây quan trái, gây quan trái ngay cái trong cái đời sống hiện tại. Nhưng mà cái hậu quả nó sau này, chúng ta sẽ là những người mà có được người khác có sự tin tưởng. Thành ra quý vị thấy rằng có những người trong đời sống hiện tại, cái người này nói không ai tin là do cái quả của cái sự nói dối, nói những cái điều không thật, hoặc là có những lời xúc xỉm đến các cái bậc giới hạnh tốt đẹp. Cho nên cái quả là sao thì mình nói gì cũng không ai nghe hết. Đó là cái hậu quả do những cái hành động, những cái tác ý không có kiểm soát được cái khẩu nghiệp của mình, thì nó đem đến rất nhiều những cái tai hại trong đời sống, kiếp sống hiện tại, cũng như những cái quả cho những kiếp sống tương lai. Dạ, xin giải thích cái câu hỏi của cô Như. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin tri ân sư đã giải thích câu hỏi của con. Dạ, con xin mời chị Hà. Chị Hà đang có giờ bàn tay xinh đẹp của mình. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Bà Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Giác Quý Sư, con kính chào thầy kinh. Dạ, thưa, con có thêm câu hỏi, tại vì nãy sư có nói về cái oan trái đó, thưa sư. Thì con thấy là hãy còn phạm thì cái chuyện oan trái cũng như nó hơi dễ xảy ra. Mà mình có cái cách nào mà giảm thiểu cái oan trái đó, hoặc là con thấy trong những bài kinh thì có rải tâm từ đó, thưa sư. Thì cái đó có là phải là một cái phương cách không, để mình có thể mình... nếu có lỡ mà oan trái chứ ngày nào mình sám hối, mình mong đợi cái sự oan trái nó không đến nữa. Dạ, con xin trao mít cho sư lại. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Ca Giá. Thì nếu mà muốn tránh những cái điều oan trái đó, nó có nhiều cách. Thí dụ như mình giữ cái tạo tác những cái nghiệp xấu. Thí dụ như bây giờ mình sát sanh, thì mình gây ra những cái tội lỗi
giết chóc tàn hại chúng sanh khác thì mình cũng gây cái oan trái rồi ha. Rồi nhưng mà cái niệm rải tâm từ đó nó cũng là một cái phương pháp để giảm thiểu đi cái tâm mà sân hận đối với chúng sanh khác. Rồi sao cái tâm mà chúng ta tha thứ chúng ta tha thứ cho người khác cũng như tha thứ cho những cái lỗi lầm chính bản thân mình thì như vậy đó, để làm cái tâm mình nó được an vui và cũng giải trừ bớt những cái oan trái mình mong cầu cho chúng sanh khác được an vui, rồi mình cầu mong cho tất cả chúng sanh tránh khỏi những cái điều oan trái khổ đau, mình tha thứ cho những cái chúng sanh khác do họ vô tình họ gây tổn hại khổ đau chính mình, rồi mình cũng xin tất cả những chúng sanh khác hãy tha thứ hỷ xả những cái mà do vô minh phiền não chi phối mình đã tạo tác gây khổ đau tổn hại cho chúng sanh khác. Thì như vậy đó là chúng ta thực hành cái những cái pháp để giải trừ những cái oan trái rồi á tự mình phải luôn luôn phải cẩn thận phải phòng hộ phải phòng hộ, nhất là cái phòng hộ về cái ý nghiệp của mình những cái tác ý, những cái suy nghĩ chúng ta phải xem xét hết sức là cẩn trọng chính nhờ cái sự phòng hộ này đó nó sẽ kịp thời dập tắt ngăn chặn những cái ác bất thiện nghiệp để không có xảy ra thì cái này thì phải mỗi người mỗi người trong chúng ta phải nỗ lực thực tập thôi mỗi ngày mình ráng cố gắng giữ thì mình sẽ tránh được, chứ còn nữa là không có cái phương pháp nào khác là mình phải giữ giới nè, rồi phải phòng hộ các căn nè, nhất là cái phản tỉnh phòng hộ cái ý nghiệp ý căn của mình cho cẩn trọng tại vì nếu mà mình chỉ sơ suất mình dễ vui thì coi như là phiền não nó sẽ sanh khởi và nó sẽ tạo tác mà khi mà nó đã tạo tác rồi thì chỉ còn có phải nhận lấy cái hậu quả khổ đau mà thôi thì xin ý dẫn đầu các pháp đúng như vậy đó, thành ra đó là chúng ta phải cẩn trọng luôn luôn quan sát cái ý tắc ý, những cái tắc ý nào mà bất thiện kịp thời sửa đổi dập tắt, còn nếu mà những cái tắc ý thiện lành thì mình phải thực hành và phát triển cho nó thật tốt đẹp. Và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Đàm Mai, Nam mô Sang Gai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư và quý sư, và con kính đảnh lễ thầy Kinh và quý bạn đạo hữu và đạo tràng. Dạ, tiếp theo câu hỏi của cô chị Hà thì con muốn hỏi là khi mình đã làm việc việc lỗi với người nào, khi mà mình làm việc thiện, mình chia quả phước báo này cho họ hoặc là hồi hướng cho họ và nguyện rằng xin đừng có ăn trái lẫn nhau để sống cho được sự an vui, được không sư? Dạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy,
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Vậy thì khi mà chúng ta làm những cái việc phước rồi đó, mình biết rằng cái người này họ không có cái ý nghĩ tốt đẹp với mình, họ có những cái điều mà quan trái, thì khi mà chúng ta làm những cái việc thiện lành đó, thì chúng ta hồi hướng chia phước cho họ, hoặc là hàng ngày chúng ta rải tâm tư đến cho họ, mình cầu mong cho họ tránh những điều rủi ro tai hại, cầu mong cho họ được những cái hạnh phúc an vui, những cái lợi lộc tốt đẹp. Thì khi mà chúng ta hướng đến cái những cái đối tượng mà có cái sự quan trái với mình thì lần hồi đi cái quan trái càng ngày nó cũng càng giảm thiểu. Tự nhiên người đó lần hồi họ bớt đi những cái khó chịu đối với mình. Rồi cũng vậy, đối với những cái đối tượng mà trước ngày hả mình thấy họ là mình thấy bực bội, mình khó chịu, thì những cái đối tượng này đó nó cũng đã từng quan trái với mình từ nhiều đời nhiều kiếp, thì bây giờ mình cũng xả bỏ. Mình thấy bây giờ là còn phàm nhân thì ai cũng phải lỗi lầm, bản thân mình cũng lỗi lầm mà người khác thì cũng lỗi lầm. Những cái lỗi lầm này do vô minh phiền não nó chi phối, cho nên bây giờ mình xả bỏ, mình dứt bỏ những cái quan trái đó. Thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta xả bỏ những cái quan trái với chúng sanh khác đó, là chúng ta làm cho cái tâm mình nó an ổn. Còn nếu mà mình kết quan trái với những cái chúng sanh đó, cứ mỗi lần mà mình gặp họ là mình khó chịu, không? Thành ra đó, Đức Phật mới nói là khi mà mình tha thứ cho người khác đó, là mình làm chính cái tâm mình nó được an ổn. Cho nên á, trong đời sống mình phải biết tha thứ cho chính mình, và mình cũng biết tha thứ cho người khác. Tại sao? Tại còn phạm nhân, ai cũng còn bị phiền não vô minh chi phối, ai cũng có lỗi lầm. Chỉ trừ ra những cái bậc thánh nhân á, thì người ta mới tránh hết những cái lỗi lầm mà thôi. Cho nên á, trong đời sống chúng ta muốn có được một cái nội tâm ổn, thì mình cũng tha thứ cho người khác, vì người khác lại gây tổn hại khổ đau cho mình, và mình cũng tha xin mọi người khác cũng tha thứ những cái lỗi lầm. Thành ra đó, khi mà sám hối là gì? Sám hối là mình bày tỏ ra để mình thấy được cái lỗi lầm mình. Những cái lỗi lầm mình từ trước đó mình đâu có biết, cho nên khi mà mình hiểu biết thì mình bày tỏ ra để mình thấy được cái lỗi lầm đó, để mình ngăn che về sau. Chứ người ta nói là khi mình sám hối thì mình hết tội, không có. Những cái nào mình đã gieo rồi mình phải nhận, nhưng cái sám hối này để nó ngăn ngừa mình không còn phạm tội nữa từ đây về sau này. Đó, thì quý vị thấy rằng á, ông vua A Xà Thế, ổng cũng phạm vào ngũ nghịch đại tội, là ổng do cái tham muốn, ổng giết vua cha để ổng lên làm vua. Nhưng mà ông ta sám hối, từ đó về sau ông ta biết cái đó là cái tội lỗi để ngăn trừ, ông ta không có phạm vào những cái ác nghiệp nữa, mà ông ta chuyển đổi làm thật nhiều những cái điều lành. Còn Đề Bà Đạt Đa đó là phạm vào cái tội mà phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng, rồi muốn hành thích, muốn giết Đức Phật. Nhưng mà ông vì cái vô minh, cái tham muốn quá mạnh, ông ta không thấy cái đó là cái lỗi lầm, cho nên ông ta nhiều những cái cực trọng nghiệp, nên cuối cùng thì phải rơi vào cái địa ngục vô gián, thấy không? Thành ra đó, khi mà chúng ta biết được
những cái tội lỗi của mình, mình sám hối, mình bày tỏ ra để mình thấy được, để mình chừa bỏ, sửa đổi, từ đây về sau mình sẽ không còn phạm nữa đó. Còn nếu mà mình không thấy thì mình tiếp tục lún sâu vào cái tội lỗi đó. Thành ra hai cái trường hợp cũng là phạm ngũ nghịch đại tội, nhưng mà A Xà Thế nó được ngăn chặn. Còn Đề Bà Đạt Đa vì không có thấy được cái đó là cái tội lỗi, cho nên nó là càng đi sâu nặng vào cái khổ cảnh nhiều hơn thì phải trả lấy cái ác nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp đó. Thành ra đó, mình thấy được cái lỗi lầm của mình để mình sám hối, rồi mình sửa đổi, mình tránh xa những cái ác nghiệp đó thì chúng ta sẽ được tiến bộ. Còn nếu mà mình vô minh, mình chấp thủ, mình không thấy được, mình không phân biệt được cái nào là bất thiện, cái nào là thiện thì chúng ta sẽ chịu nhiều đau khổ hơn. Và xin giải đáp cái thắc mắc, cái câu hỏi. Và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú. Dạ, con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay, đã trả lời tất cả những câu hỏi của chúng con rất là cặn kẽ. Dạ, con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con xin thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng. Phật Vô Tu Sáp Ba Mang Ga Lăng Rát Khang Tu Sáp Ba Đề Va Ta Sáp Ba Bồ Đà Nu Phá Vê Na Sa Đa Sâu Thi Phật Văn Tu Tê Phật Vô Tu Sáp Ba Mang Ga Lăng Rát Khang Tu Sáp Ba Đề Va Ta Sáp Ba Đàm Ma Nu Phá Vê Na Sa Đa Sâu Thi Phật Văn Tu Tê Phật Vô Tu Sáp Ba Mang Ga Lăng Rát Khang Tu Sáp Ba Đề Va Ta Sáp Ba Sang Kha Nu Phá Vê Na Sa Đa Sâu Thi Phạm tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Vậy xin mời Nguyên Như con. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã đại diện cho chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, đề hoa tà sanh ti huy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê tà hình tà hình tà thầm ma đà nê na phá văn tu bù chi ta sọ thân ca rôn tê tha huy hà ra măng đà lê thê ra cha mánh cha na hoa ca cha phân mô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha ia sa ra sam ba na phu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ga la. Sang khô hô tu sa mắng gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô gô tinh sam ba bù nê ya ma thầm ma ri yam ba quê.
định tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gát tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và kính thưa chư vị, Nguyên Như xin mời chư vị trong đạo tràng trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày mai là tối thứ tư, và chúng ta sẽ lại học nhóm. Ngày bữa ngày mai sẽ là ngày thứ ba mà chúng ta học được hai bữa rồi, và bữa này là buổi tối thứ ba. Ngày mai là mình sẽ ôn về cái phần danh chế định và nghĩa chế định, và mình sẽ đi qua một lần về cái định nghĩa của mỗi cái danh chế định và nghĩa chế định. Rồi mỗi người sẽ lên để mà cầm mic cho thí dụ về cái mà mình hiểu, thì để cho mình dễ nhớ hơn nha. Ngày mai sẽ sinh hoạt rất là vui, thành ra xin mời cả nhà quay lại để mà tham dự học nhóm cùng với nhau trong lớp Nguyên Như Kỳ Viên. Dạ, Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.